mồm ra, chị đút cho em cao một miếng nào. Chị đùa đấy. Há mồm ra, đút lại một miếng à. Em đang ngửi thấy mùi gì không? Mùi gì sai thế nhỉ? Ui trời ơi! Hóa ra là cái con chó chị nhỉ? Nam ơi, thì con này đứng đây nó tè. Chết thật đấy, chị đã dạy bao nhiêu lần rồi, tè phải đi vào nhà vệ sinh chứ ai đi tè ra ngoài đường như này. Ôi cái con trâu này, tao bị ngã ở đâu mà bẩn thế này cơ chứ này. Mèo ơi, trên người toàn là bùn thôi. Trời chắc là lại ra mấy cái hồ, mấy cả mấy cái đầm kia gì xong rồi ngã xuống đấy đúng không? Bẩn hết cả người rồi. Ôi giời ơi, mùi quá, em đang có thấy mùi không? Có à, con chó chim hú này, đi ra chỗ khác chơi nhanh lên. Ô, sao ở kia có cái con chó nào? Nó lại chạy ra nó cắn con trâu của mình nhỉ? Này con chó mấy kia, con chó kia. Cho kém tị như này mà lại dám ra trêu cả đàn trâu của mình. Nó mà hút cho bây giờ nó bay lên trời đấy nhá. Chị há mồm ra em đút cho chị. À lại còn đòi chị há mồm ra em đút cho chị. Kiếp hôm nay em cao lại ngoan thế không biết. À, há mồm to lắm rồi này. Ai ôi mà. Lại học theo chị. Ô, cái con chó nó cắn ở đâu ấy nhỉ? Nghe tiếng cắn, nghe to lắm em Cam ơi. Ở gần đây. Ui, đây là con chim hua nhà tớ đấy. Con chim hua là cái con gì? Là con chó cậu ơi. Chó cậu mới mua đấy. Con này nó ghê, nó đánh cá thật đấy. Nó lại ra nó bắt nạt trâu của cậu à. Mùi gì đâu đây nè. Thôi thôi, cậu ra cậu bắt ngay nó về đi. Chứ không trâu nhà tớ à, nó mà chơi chán á, nó cục xúc lên, nó móc cho một cái sừng vào á, thì nó bay tiêu đời luôn con chó ấy. Ra cầm về đi như này, đừng để cho nó lang thang ngoài này nữa. Help me, somebody help me. Ui, cái con chó của cậu, nó nghịch thật đấy. Mà cậu bảo em Cam đi cùng cậu cơ mà. Vừa nay cậu bảo em Cam ngồi đây chờ tớ mà, tớ ra tớ đuổi con chó mà. Vẫn còn bình nước của em Cam đây này. À, ôi giời ơi, em Cam hiếu động quá, chạy đi đâu chơi thế? Em thích hamburger lắm, nhưng mà nó chạy nhanh quá. Hamburger lại qua đồng này mà lại còn chạy nhanh nhá. Lạ nhỉ. Nó ở đâu hả em Cam? Ở đằng đấy á. Ui, mẹ có hamburger biết chạy ở ngoài đồng cơ à. Để chị ra xem nào. Ô, này Trang ơi, em Cam nói đúng thật. À trước có một cái hamburger, nó cứ đang đứng nhảy kia. Nhưng mà cái này nó có chân, chắc nó chạy nhanh đấy. Bây giờ tớ một hướng, cậu một hướng, hai đứa ra ập lại để bắt cái hamburger này nhá. Được rồi, để tớ đi hướng kia, cậu đi hướng này nhá. Ok. Đi. Đừng cho nó chạy nhá. Đấy, cậu thấy tớ thông minh không? Chia làm ba hướng là nó không chạy được đi đâu nữa. Bây giờ nó nằm gọn ở trong cái thúng này của tớ rồi này. Em Cam thử mở ra xem nào. À, từ từ thôi. Không là nó chạy mất nha. Bây giờ anh mở lên cái, xong em Cam phải bắt lấy nó luôn nhá. Nào. Bắt được nó chưa? À, đây rồi, đây rồi. Được rồi, đây đã anh cầm cho. Đi nữa đi. Thơm không? Cái này vừa làm xong, thơm nước mũi luôn này. Mà có mỗi một cái bánh hamburger như thế này thì ăn thế nào các cậu ơi? Cái hamburger này á, bình thường tôi thấy ở ngoài quán ấy là người ta bán cùng như kiểu là khoai tây chiên rồi là thịt gà. Đúng rồi, thịt gà chiên giòn ấy. Đùi gà rán, đùi gà rán, đúng rồi. Anh Nhím ơi, kiệt thể đang ở ngoài đồng, chúng mình đi tìm con gà nào xung quanh đây đem về nướng đi cậu ơi. Ok luôn, thế bây giờ tạm cất cái hamburger này đi đã, sao bọn mình đi tìm gà nướng đi. Đi, hôm trước tôi thấy ở cái sân này này có nhiều gà lắm. Gà á? Không thấy con nào nhỉ? Đây, tớ thử đi vào trong này xem là có gà trong này không. Ôi ôi, ôi Trang ơi, Trang ơi. Ui, Trang ơi, vừa lên tớ thấy con gà ở trong này này. Nhưng, ông, nó vẫn đang ở đầu tớ này. Ôi, con gà mày, Nhím ơi.
Mình đang cần tìm con gà. Thế nào mà con gà nó nhảy lên đúng đầu cọng nhỉ? Mà cậu ơi, hình như con gà này nó đang muốn ấp trứng thôi. Nó tưởng này đầu cọng nó quả trứng, thế nào nó mới nhảy lên nó định ấp đấy. Vừa đây, cậu chụp lên nó đi. Ok, cậu giữ nguyên tư thế nhá. Ngồi im đấy nhá, tớ ra đây. Chụp, chụp lên đầu ấy. Ui. Cuối cùng cũng bắt được con gà rồi. Nó vẫn ở trong đây này Cam ơi. Đấy đấy, ui ui, nó còn vẫn được con đang dây dây ở trong đây này. Này cậu ơi, ôi là mình làm món gà nướng hay là gà rán? Tớ nghĩ là mình làm cả hai, một nửa nướng một nửa chiên phồng chiên giòn như kiểu gà KFC ấy cậu ơi. Thế thì bây giờ tớ cứ đi tớ nướng trước, xong rồi tí nữa mình lại mang cái đấy đi rán nhá. Ok. Úi giời, hôm nay là có món gà ngon rồi nha. Gà đâu? Em Cam mang củi về cho anh đấy ạ. Được rồi, thế để anh nhóm lửa lên đây. Đây này, con gà vẫn ngồi ở trong này này. Bây giờ em ngồi em giữ con gà đây, để anh ra anh nhóm lửa nhá. Nào, bây giờ sẽ nhóm lửa nào. Wow, lửa hết rồi. Được rồi, bây giờ mang gà ra nướng thôi. Nào, anh ngửi thấy mùi bắt đầu thơm thơm rồi đấy Cam ơi. Ôi giời ơi, anh em nhà cậu nướng gà xong chưa? Lâu thế. Đây, mà tớ đang nướng đây này. À, nó ở trong đống lửa này á. Đúng rồi, nướng phải được một lúc nữa. Mọi người có thơm chưa? Tớ chưa, tớ đang ngửi thơm mùi cậu ơi. Cam ngửi thấy mùi gì đâu? Cam ngửi thấy mùi thơm chưa? À, thế là chắc là chín rồi đấy. Để tớ thử bới bới nó ra xem nào. Yên, ngồi yên không nó bỏng đấy em Cam. Ui, cái gì đấy? Nó vừa chạy ra kìa. Sao con gà không lại biết chạy? Đuổi cho nó đi. Quá lạ nhỉ. Cái con gà này làm thịt rồi, nướng lên rồi mà nó vẫn chạy được kìa. Giỏi thật đấy. À, con gà này, các cậu ơi nhìn kìa, nó lại còn không sợ. Nó đứng nó nhảy múa cơ. Được rồi, em Cam sẵn sàng chưa? Hai chị em mình đem cái mẹt ra để vồ con gà này nhá. Ui, hai chị em cộng đã bắt được cái con gà đấy chưa? Không quá. Cậu ơi, hai chị em thử. Mỗi người vồ được một cái cảnh khó thôi. Thế vẫn còn phần đùi phần người nó chạy mất rồi. Thì giời ơi, cái con gà nướng lên rồi, thế mà vẫn để cho nó chạy được mất. Chán thật đấy. Đâu xem nào, em Cam vồ được một cái cánh à? Cánh ngoan nhỉ. Thế này, thôi được rồi, hai cái cánh này với cả cái hamburger vừa đấy. Thế là về tổ chức tiệc được rồi đấy cậu ơi. Thế nhưng mà tôi thấy hình như vẫn còn thiếu thiếu cái gì ấy cậu ạ. Vẫn còn thiếu đồ uống, Coca với Pepsi đấy cậu ơi. Bây giờ chúng mình đi vào siêu thị mua đi, xong rồi về nhà em Cam tổ chức nhá. Ok, về chiến thôi. Em Cam ơi, vào đây này, nước ngọt ở trong này này. Đâu, chỗ này không? Đây. Ồ, đây này cậu ơi. Đây, ở trong đây này. Nước gì cũng có luôn. Wow. Pepsi cậu ơi. Ồ, Coca. Pepsi có hình con rồng này. Cậu uống Coca hay là Pepsi? Coca tôi nghĩ là không ngon đâu. Thế thì uống 7-Up nhá. Ô, có cả cái chai Coca bé bé này này. À, Coca mini. Đây, em Cam có thích loại này không? Đây, em Cam bé uống Coca bé này này. Ê, à, em Cam uống loại này à? Thôi rồi, rồi. Thế thì lấy những cái này đi. Ui, thơm quá. Wow, thành quả buổi chiều hôm nay của chúng tớ đây các cậu ơi. Đây, cái đồ này. À, nước á. Đây, đây, nước, em Cam chọn nước này. Tương ớt này. Tương ớt với cả tương cà. Em Cam ăn tương ớt hay tương cà? Đây, tớ sẽ bóp tương ớt ra đây nhá. Rồi, bạn nhím bóp tương cà ra đi. Còn đây là tương cà này. Rồi, bây giờ mỗi một người chọn cho mình một loại nước. Tớ sẽ lấy nước 7-Up. Tớ sẽ lấy cái Coca Cola nhỏ nhỏ xinh xinh này này. Còn em Cam sẽ uống nước nào? Đây đây, nhìn mở nắp mình rót ra cho ạ. Wow. Nhìn này, wow, 7-Up uống ngon lắm các cậu ơi. Đây, còn tớ uống Coca Cola. Chai này trông siêu nhỏ luôn. Ngon thật đấy. Em Cam thử uống vị này đi, xem thích không? Rồi, còn bây giờ có hai cái bánh gà và một cái hamburger. Các cậu chọn cái nào? Em Cam ăn cái nào cho em Cam ăn trước. À, em Cam ăn hamburger. Em Cam cầm chắc vào. Em Cam ăn hamburger đi, xem ngon không? Ui. Có ngon không Cam ơi? Ui, không cắn, không dứt được răng ra. Ui, ngon quá, không dứt được răng ra. Thế nhà tao ở đây rồi á. Tớ sẽ ăn cái bánh gà này xem nào. Nhưng, cậu phải chấm tương ớt vào. Chờ chấm tương ớt. Gà này, con gà này nó chạy khỏe, người nó dai lắm cậu ơi. Thế là nó săn chắc, ăn ngon không các cậu? Ăn ngon lắm. Em Cam thấy ăn hamburger có ngon không? Rồi, bây giờ còn cái cánh gà này là của tớ nha. Tớ sẽ thử ăn xem có ngon không. Wow, thơm quá đó cậu ơi. Quá là ngon luôn, hôm nay mình đi mình kiếm được con gà này ăn ngon thật đấy. Công nhận. Này, cậu ơi, hay là mai chúng mình lại ra đồng tìm gà mới tìm hamburger để bắt tiếp đi. Chưa ạ?
Được rồi, mai tớ lại đi chăn trâu, xong tớ sang tớ gọi hai chị em cậu nhá. Ok.